Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Chạp năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà. Trong các tâm hành, trong số 51 tâm hành mà chúng ta học, thì chúng ta có nói tới năm cái tâm hành gọi là phổ biến. Năm tâm hành phổ biến, tiếng Hán Việt là biến hành tâm sở. Biến hành tức là nó có mặt khắp nơi, khắp nơi và ở bất cứ lúc nào. Tiếng Anh có thể gọi là universal mental formations, universal phổ biến. Và cái tâm hành đầu là tâm hành phổ biến đầu, tức là tâm sở biến hành đầu là xúc, xúc tức là cái sự xúc chạm. Những cái xúc chạm giữa thân thể, hình hài của ta với những cái đối tượng của nó. Và những cái xúc chạm giữa cái tâm ý của chúng ta với những đối tượng của nó gọi là tâm sở xúc, sparsha. Ví dụ khi nghe chuông là có xúc. Khi nghe chuông là có xúc, còn tắt. Tại vì có tiếng chuông và có lỗ tai. Trên khi mà tiếng chuông nó tiếp xúc với lỗ tai á, thì nó tạo ra một cái hiện tượng tâm lý gọi là xúc. Hay là khi mà có con mắt và có hình sắc, thì vì có nhãn căn gọi là sắc căn, nó tiếp xúc với nhau thì tạo ra cái tâm hành gọi là xúc. Và cái xúc đó, cái tâm hành xúc đó, nó phát khởi luôn luôn. Nó phát khởi liên tục, luôn luôn, ở đâu cũng có hết. Và đó là mình nói tới năm căn và năm tầng. Năm căn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi thân là năm căn. Và năm tầng tức là sắc thân hương vị xúc. Đó là nói về năm căn và năm tầng. Rồi có cái căn thứ sáu tức là ý. Và cái đối tượng của ý tức là pháp. Thì đây là thuộc về phương diện tâm. Cái ý của mình nó cũng vậy, nó cũng là một căn. Và có khi nó tiếp xúc với cái này, có khi nó tiếp xúc với cái kia. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm căn á. Còn bên này tầng á, là thân hương vị xúc. Nhãn đối với sắc, nhĩ đối với thân, tỷ đối với hương, thiệt đối với vị và thân đối với xúc.
Và cái thứ sáu là ý, thì nó là pháp. Pháp ở đây là đối tượng của ý, đối tượng của nhãn nghĩ tị thiệt thân á, nó thuộc về phạm vi vật chất, và đối tượng của ý là thuộc về phạm vi tinh thần. Năm căn, và căn thứ sáu là ý, năm tầng với tầng thứ sáu là pháp. Và sự tiếp xúc giữa nhãn và sắc nó phát sinh ra nhãn thức, sự tiếp xúc với ý và pháp nó sinh ra ý thức. Thành cái thức là cái nó phát sinh ra ở giữa khi mà có sự tiếp xúc với nhau, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức vì vậy cho nên cái tâm hành xúc sparsa nó gọi là biến hành, tức là nó cứ biểu hiện hoài liên tục, chỗ nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, là luôn luôn có xúc. Và xúc tức là công tắc, xúc chạm. Và cái tâm sở biến hành thứ hai là tác ý, xúc là sparsha, còn tác ý là manaskara. Chữ manas này là ý, cái này là manas, manaskara là tác ý. Tác ý tức là mình chú ý tới nó. Khi có khi có cái sự tiếp xúc nhưng mà mình phức tỉnh, mình không chú ý tới nó. Nhưng mà có khi có sự tiếp xúc thì mình chú ý tới nó. Tác ý tức là chú ý tới nó. Tâm nó đi theo, tâm nó chú ý tới. Con mắt của mình có thể nhìn thấy nhiều cái lắm, nhưng mình không cần chú ý, nhưng mà thỉnh thoảng có một cái nó bắt mình phải chú ý, cái đó gọi là tác ý. Và khi mình chú ý tới cái đó rồi, mình sẽ đi theo cái đó. Tại vì năm căn của mình là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó tiếp xúc thường xuyên với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng không phải là cái gì nó cũng hấp hồn mình được, cái gì nó cũng kéo mình đi theo được. Lâu lâu có một cái nó kéo mình đi theo, cái đó là tác ý, mình đi theo nó. Cái đó là cái tâm hành thứ hai, cái tâm sở biến hành thứ hai, the second universal mental formation, manaskara. Tiếng Anh có người dịch là advertence. Ví dụ như là khi mà sư cô đi chung thân tiếng chuông thì nó có cái âm thanh nó phát khởi, và cái lỗ tai của mình nó tiếp xúc với tiếng chuông, và đó lúc đó nó có xúc. Thì đối với những người không có thực tập thì tiếng chuông nó giống như là nước chảy lá khoai thôi, nghe tiếng chuông vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với mình người tu thì nghe tiếng chuông cái, tất nhiên cái tâm ý nó đi theo tiếng chuông, và mình chú ý tới tiếng chuông, và mình thực tập thở vào thở ra. Thì đối với người tu là tiếng chuông đưa tới cái sự tác ý, mà tác ý như vậy là tác ý tốt gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý.
Cái này là cái rất là quan trọng. Người tu phải luôn luôn thực tập cái như ý, như lý tác ý. Là yoniso, yoniso manaskara. Tại vì cái như lý tác ý nó đưa mình vào đạo, nó đưa mình vào con đường tâm linh. Còn có những cái đối tượng, có những cái tiếp xúc, nó có thể đưa mình đi vào cái phi đạo. Nó tư tầm nó hạt giống của sự thèm khát, của sự giận hờn, của sự lo lắng của mình đó. Mà mình đi theo nó, mình đi theo cái xúc đó. Ví dụ mình nghe ai nói một câu gì, hay là la mắng một cái câu, hoặc là trách móc một câu, hoặc là mình đọc một cái bài báo, hay là mình coi một cái phim, thì những cái mình tiếp xúc đó nó có thể đưa mình đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh, đi vào thế giới của đau khổ. Nếu mà mình chú ý tới những cái đó thì gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Như lý tác ý thì đưa mình vào đạo, đưa vào thế giới của an lành, của hạnh phúc. Còn phi như lý tác ý đưa mình vào địa ngục. Phi như lý tác ý gọi là ayoniso manaskara. Phi như lý tác ý. Và người tu mình phải biết quản lý cái tác ý của mình. Mình chỉ nên làm cho phát khởi những cái như lý tác ý, mà mình đừng có để cho cái phi như lý tác ý nó kéo mình. Nên cái tâm hành gọi là tác ý nó rất là quan trọng. Mà trong một cái môi trường tu học, trong cái đạo tràng, người ta sắp đặt để cho những cái sắc, những cái thanh, những cái hương, cái vị và cái xúc, nó dẫn mình đi về phía như lý tác ý. Ví dụ cái âm thanh đó, thay vì nhạc rock hay nhạc rôn thì mình có tiếng chuông, thì nhạc rock, nhạc rôn có thể đưa mình đi về phía phi như lý tác ý. Nhưng mà tiếng chuông á thì nó đưa mình về phía như lý tác ý. Và nếu mình là một nhà nghệ sĩ mà có tu, thì mình sắp đặt để cho tất cả những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hương vị, những cái xúc chạm mà ở trong cái đạo tràng á, thì bất cứ một cái đối tượng nào của xúc nó cũng có tác dụng giúp mình đi về cái phía như lý tác ý. Ví dụ như mình cắm một bình hoa, thì cái cách mình cắm bình hoa như thế nào để khi mà người ta thấy bình hoa, ta thấy trong cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Cố nhiên hoa là đẹp rồi, nhưng mà không phải là mình mua một bó hoa rồi mình về mình nhét luôn cả bó vào trong cái bình như vậy. Nó có vẻ chật chội, nó có vẻ bức xúc, nó không có cho mình cái cảm giác thanh thản. Tại mỗi bông hoa như vậy nó cần phải có cái không gian xung quanh đến là tỏa chiếu cái đẹp, cái thanh thơi của nó. Thành ra cắm hoa không cần phải rất là nhiều hoa, hoa chỉ cần một hai cái bông hoa thôi, mà mình cắm làm sao để cho mỗi bông hoa nó tỏa chiếu được cái hạnh phúc của nó. Thì trong khi mình cắm hoa là mình thực tập như lý tác ý. Và để cho người nhìn cái bình hoa của mình đó,
họ cũng cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng và họ tiếp xúc được với cái sắc, cái thức sắc mà nó có thể đưa họ về như lý thức ý. Cho nên bức một cái mái chùa cong, hay là một con đường đi thiền hành, hay là một cái gối ngồi thiền, tất cả những cái đó là đều phải chỉnh trang như thế nào để nó có công dụng giúp mình phát khởi cái như lý đắc ý. Bởi vì cho nên mình có những nhà nghệ sĩ mà có tu đó thì họ mới biết sắp đặt năm đối tượng của xúc như thế nào để đưa người ta tới như lý đắc ý. Ví dụ như là cái hương thì đi vào trong chùa mà nghe cái mùi hương trầm đó, thì mình sẽ thanh thoát, mình nghĩ tới hương sen hay là hương của trầm đó, thì mình đưa về mình về cái thế giới của tâm linh. Còn nếu mà đi vào chùa mà ngửi thấy cái mùi xào nấu tôm cá thịt lần này kia cái nọ thì nó đưa mình về cái loại phi như lý tắc ý, và đi vào địa ngục nó thèm khát này cái nọ. Vì vậy cho nên cũng là năm loại đối tượng của xúc, nhưng mà mình làm thế nào để cho năm loại đối tượng đó nó đưa tới như lý tắc ý. Và khi mình tổ chức một cái ngày tu học, một cái khóa tu học hay là một cái đạo tràng tu học, thì mình phải biết rằng tất cả những cái gì nó đưa tới xúc là mình phải sắp đặt, mình phải quán chiếu, mình phải tổ chức để đối tượng của xúc nó có tác dụng đưa mình về như lý đắc ý. Và chính bản thân của mình cũng vậy. Khi mà mình ở trong đạo tràng á, thì mình biến cái bản thân của mình thành ra một đối tượng tác ý cho người khác, để cho bản thân mình cũng có tác dụng đưa người khác về như lý tác ý. Cái cách mình đi chẳng hạn, mình đi rất là ung dung, rất là thảnh thơi, thì khi người ta tiếp xúc được với cái hình ảnh không dòng thảnh thơi của mình, thì trong tâm người ta nó có như lý tác ý, và tự nhiên họ cũng trở thành thông dong và nhẹ nhàng. Và mình, cái sự có mặt của mình giúp đưa cái người bạn tu của mình đi về cái nẻo lành, đi về cái nẻo thiện. Và những cái lời nói của mình cũng như những cử động của mình cũng vậy, nó có thể có cái tác dụng giúp việc phát khởi cái như lý đắc ý. Mà tuy là mình không có thuyết pháp, mình không có nói cái gì hết, mình không có làm gì hết, nhưng mà cái sự có mặt của mình đủ để gây ra cái cảm hứng, để khiến người ta chú tâm, để khiến người ta tác ý, mà tác ý về cái nẻo lành và lại như lý tác ý. Ví dụ như trong cái tủ sách của mình đó, có những cuốn sách nó có thể đưa mình về phi như lý tác ý, thì mình không có ở trong tủ sách của chùa. Mình chỉ có những cuốn sách nó phát khởi, nó giúp mình phát khởi phi như lý tác ý mà thôi. Cái tác ý là cái đầu của cái sợi dây. Mình nắm lấy cái đầu sợi dây thì mình kéo. Thì cái gì nó nằm ở dưới bên cái sợi dây là mình biết. Mình có thể kéo tới địa ngục cho mình, hay là mình có thể kéo tới thiên đường tình độ cho mình. Cho nên cái đầu dây tác ý rất là quan trọng. Vì vậy cho nên mình là người tu, mình phải hiến tặng cho người bạn tu của mình đó, cái cơ hội để người đó có thể phát khởi được cái như lý tác ý. Và trong cái giáo lý này, mình thấy rất rõ là tất cả đều do tâm. Cái tâm của mình nó chứa đựng cái tâm của mình, cái phần tàn thức, nó chứa đựng
nó chứa đựng 10 cõi. Những cái cõi như là địa ngục hay là thiên đường, nó nằm ở trong tâm mình hết. Nó có 10 cõi gọi là thập giới, gọi là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thanh văn dương giác Bồ Tát Phật, tức là có 10 giới như vậy ở trong cái tâm của mình, cũng như là một cái máy được hình đó, nó có 10 đài. Thì mình bấm vào cái nút này thì cái đài 1 nó hiện ra, bấm vào cái nút kia thì cái đài 2 hiện ra. Và có một đài địa ngục, có một đài súc sanh, có một đài Phật, có một đài Bồ Tát, có một đài Atula. Atula là cái một cái loài rất là giận dữ, cái loài Titan rất là giận dữ. Theo tâm con người mình có thế giới của Atula, có thế giới của loài vật súc sanh, chỉ lo tới tới chuyện ăn ngủ và dâm dục thôi. Và trong con người của mình cũng có một đài của Bồ Tát, của giác ngộ, của Bụt. Và khi một đài mà phát hiện thì chín đài kia nó ẩn núp, không phát hiện được, gọi là nhất giới hiện khởi, cửu giới minh phục, tức là một trong 10 thế giới mà phát khởi thì là chín cái giới kia nó nép, nó ấn đi. Nhất giới hiện khởi, cứu giới minh phục, một đài nó phát hiện thì chín đài kia nó lấp đi. Thì cái tivi của mình cũng vậy, nếu mình mở đài 1 thì tất cả những đài khác đều núp sau lưng hết, không có đài nào phát hiện được hết, nó chỉ có một đài 1 lên thôi. Mà cái nút đó là cái gì? Cái nút đó là như lý tác ý, thì theo mình bấm nút nào thì cái nút đó lên. Mình có thiên đường ở trong con người, mình có tình độ trong con người. Và nếu mỗi ngày mình biết bấm cái nút thiên đường thì là thiên đường phát hiện. Mà nếu mình bấm địa ngục phát hiện. Tất cả đều có ở trong cái A là giới thức của mình. Mình đừng có tưởng là tình độ hay là thiên đường hay là địa ngục nó nằm ở ngoài đâu đó, mình phải đi tới. Nó nằm ngay ở trong tâm của mình, đầy đủ hết. Cũng giống như là cái máy truyền hình của mình, nó có trong này. Nó có một cái nút và mình bấm vào nút nào thì nó giúp hiện ra cái đài đó. Vì vậy cho nên khi mình tới với nhau để tu học, tức là mình có quyết tâm là mình tới đây rồi được bảo vệ, để cho đừng có những cái đối tượng của sự va chạm á, nó kéo mình đi về cái nẻo kia. Vì vậy cho nên tới nơi rồi mình phải tổ chức. Mình không có cho những cái đối tượng có khả năng đem cái tiêu cực tới. Mình bảo hộ cho nhau, mình tổ chức, mình làm thế nào để cho trong đời sống hàng ngày của mình 24 giờ đồng hồ mình có cơ hội tiếp xúc được với những cái đối tượng nó có khả năng giúp mình phát khởi được cái như lý tác ý. Và cố nhiên là năm cái này nó ở ngoài, năm cái này ở ngoài để nó tiếp xúc với năm căn. Nhưng mà ý cái này nó nằm ở trong, pháp này nó nằm ở trong. Nhưng mà năm cái này tuy là ở ngoài nhưng mà trong này á nó cũng có hết. Trong cái thế giới của sắc thì mình thấy có những cái đối tượng của xúc chạm, nhưng mà trong thế giới của ý có tàn nó cũng có đối tượng xúc chạm. Vậy vậy cho nên sắc thanh năng vị xúc không phải chỉ có ở ngoài, nó có ngay ở trong tâm của mình. Ví dụ khi mình nằm mơ chẳng hạn,
thì mình đâu có dùng con mắt, mình dùng lỗ mũi, dùng lỗ tai đâu, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi như thường. Và những cái đối tượng của nghe, của thấy, của ngửi là nó nằm ở dưới này. Tại vì cái tàng thức của mình đó, nó chứa ở trong này tất cả những hình ảnh, những âm thanh, những hương vị mà mình tiếp xúc ban ngày, gọi là những cái đối tượng gọi là độc ăn, độc ăn. Vì vậy cho nên trong giấc mơ của mình, trong giấc mơ của mình, mình không có sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà kỳ thực đủ thứ cảm xúc, đủ thứ cảm thọ nó phát khởi ra. Tại vì ngay trong thế giới của tàng thức nó có những hình ảnh độc ăn mà cái ý của mình nó tiếp xúc với nó. Và vì vậy cho nên mình nói rằng là không phải chỉ trong lĩnh vực của sắc mới có năm đối tượng này, trong lĩnh vực của ý, của tâm cũng có năm lĩnh vực này. Và không nói gì đến cái lúc mình nằm mơ mới tiếp xúc được với sắc thanh hương vị xúc của độc ăn. Những cái lúc mình tỉnh mà mình nhắm mắt lại, mà trong cái suy tư của mình cũng tiếp xúc được với sắc thanh hương vị xúc, và những cái đó nó có thể kéo mình đi chơi. Tại vì sắc thanh hương vị xúc ở bên trong nó cũng có khả năng kéo mình đi về cái hướng tùy như lý tác ý, dễ sợ như vậy. Chúng ta cần phải sắc thơ thanh hương vị xúc pháp ở ngoài nó mới kéo mình đi được. Thành ra ma không phải là nó ở ngoài mà thôi, ma nó ở trong. Ma đây tức là những cái hình ảnh, những cái ý niệm nó kéo mình đi về cái phía sợ hãi, khổ đau, thèm khát, thần thù, đó là ma. Mà mình đừng có tưởng ma ở ngoài nó tới là phá mình, ma ở trong. Mà Phật cũng ở trong. Mà mình muốn tiếp xúc với ma thì đâu cần phải đi đâu đâu. Không cần phải đi đâu, không cần phải xuống phố. Nó có ngay ở trong này. Mà muốn tiếp xúc với bụi cũng vậy. Không cần phải đi chùa, ngồi ngay tại nhà. Mà cũng tiếp xúc được với bụi, tại bụi của tâm này. Vì vậy cho nên cái tác ý là một cái tâm hành rất là quan trọng. Mà người tu là phải có cái khả năng làm phát xuất cái như lý tác ý, và mình an trú trong cái đó thì mình có cái sự an ninh, và mình sống trong sự bình an. Khi mà mình biết sử dụng hơi thở với chánh niệm thì mình phát khởi ra chánh niệm, phát khởi ra chánh niệm. Chánh niệm có rồi thì mình biết rằng là mình đang tiếp xúc với cái gì, là cái tác ý của mình đang có là cái như lý tác ý hay là cái phi như lý tác ý. Mình đang đi về nẻo nào trong 10 nẻo thì chánh niệm nó cho mình biết là mình đang đi trên con đường nào. Nó có những cái nẻo về xấu ác. Mà tuy rằng hai chân của mình không có đi, không có chạy, nhưng mà mình đang đi về nẻo đó. Tại mình đang đi bằng cái tâm của mình. Những nẻo về xấu ác là nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình đang đi về nẻo đó mà mình không có biết. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, nhưng mà mình đang đi về ba nẻo xấu. Cái thân của mình là ngồi thiền, nhưng mà tâm của mình đang đi về những cái nẻo về xấu. Là tại vì mình bị cái phi như lý tác ý nó kéo đi. Cho nên có chánh niệm thì mình biết rằng mình đang đi đâu, đi về nẻo nào. Ở trong kinh có cái danh từ ngũ thú và lục đạo. Thú ở đây không có nghĩa là loài vật,
Cố ở đây có nghĩa là cái hướng đi, cái néo về. Ngũ thú là 5 cái néo về, lục đạo cũng là 6 cái néo về. Và chánh niệm cho mình biết rằng mình đang trên cái néo về nào, những néo về xấu ác hay những cái néo về thánh thiện thì mình biết. Sau khi mình đi thiền hành, mỗi ngày mình có 45 phút để đi thiền hành chung với đại chúng. Và ngoài ra, mình cũng có cơ hội để đi thiền hành riêng. Đi từ cái liêu xá của mình, đi lên chánh điện, hay là đi về nhà bếp, hay đi ra phòng tắm. Thì những cái lúc đó mình cũng có thể sử dụng cái hơi thở của bước chân của mình để đi thiền hành. Không phải là đến giờ đi thiền hành thì mình mới đi thiền hành. Trong ngày hay khi nào cần có cái cơ hội để di chuyển từ một chỗ này sang chỗ khác thì mình có thể vận dụng hơi thở bước chân để đi thiền hành. Và nếu mình nắm được hơi thở ở bước chân thì hơi thở và bước chân chánh niệm của mình đó, nó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để giữ cho mình đừng có đi về những nẻo xấu ác. Cái đó gọi là bảo hộ thân và bảo hộ tâm. Mà hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm là buộc rồi, là tam bảo rồi. Không phải là những cái ý niệm rất là mơ hồ. Nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân thì trong 5 phút đó, trong 10 phút đó mình được đi trong tịnh độ, mình được đi trong an lành. Mình đi thiền hành với tăng thân trong 45 phút, mà nếu hết lòng sử dụng cái hơi thở và bước chân thì trong 45 phút đó mình được đi trong tịnh độ và mình có được cái sự nâng đỡ, có cái sự bảo hộ của những người cùng đi với mình. Tại vì người nào trong tăng thân trong khi đi thiền hành thì cũng cố gắng đi hết mình để mỗi bước chân nó có an lạc, nó thảnh thơi và dẫm vào được cái tịnh độ hiện tiền. Thì mình có mặt ở đây là để làm chuyện đó. Mình đi thiền hành chung là để làm gì? Là người nào cũng có cái chánh niệm của mình và mình nương vào cái chánh niệm tập thể đó để cho cái chánh niệm của mình nó vững. Đi với tăng thân nó có hay như vậy. Và với cái hơi thở của mình, với cái bước chân của mình và với cái sự yểm trợ của những người về tu khác ở trong tăng thân, mình có thể trong 45 phút thực tập cái chuyện bước từng bước chân thảnh thơi an lạc ở trong tịnh độ. Và cái đó thành công hay không là do cái tác ý. Tác ý của mình nó luôn luôn là như lý tác ý. Nếu mình không có tu hoặc là cái đạo lực của mình nó yếu thì trong khi đi thiền hành với tăng thân đang đi trong tịnh độ mà riêng mình đang đi trong cõi buồn lo khổ não của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là ma đói. Mình đi trong tăng thân nhưng mình là con quỷ đói. Mình đói tình thương, mình đói sự hiểu biết. Và tuy là đứng trên hình thức mình đang đi trong tăng thân, đi trong tình độ, nhưng mà trong nội dung thì mình đang, có thể là mình đang đi cô đơn nhưng còn mà đói trong tăng thân. Và muốn đừng đi như một con ma đói trong tăng thân thì mình phải biết sử dụng hơi thở, mình phải sử dụng bước chân. Mình giữ mình lại ở trong cái cõi này, có tình độ và tăng thân, chuyên cho mình đi trong cõi tình độ. Hơi thở là pháp,
bảo hộ thân tâm, bước chân chánh niệm cũng là pháp bảo hộ thân và tâm của mình. Thành ra những cái chỉ dẫn đó rất là rõ ràng. Và nếu mình làm được một ngày, mình nắm được hơi thở, nắm được bước chân được trong một ngày, để mà chế tác cái gọi là như lý tác ý, và giữ mình đừng để cho cái tâm mình đi vào những cái nẻo đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì một ngày đó nuôi dưỡng khá nhiều, đem lại an lạc cũng khá nhiều, đem lại sự trị liệu cũng khá nhiều, và hoàn toàn là trông cậy vào mình. Tăng thân trông cậy vào mình, tại mình tới đây để mình tu. Đức Thế Tôn trông cậy vào mình, tại vì mình là trực tiếp nói của Ngài. Gia đình trông cậy của mình, tại gia đình gửi mình tới đây để mình tu, mình thành công. Vì vậy cho nên mình phải đáp ứng lại được cái sự chuẩn bị đó của Đức Thế Tôn, của Thầy, của Tăng Thân, của gia đình của mình. Và một ngày 24 giờ đồng hồ giữ mình bằng những cái phương tiện thực tập như vậy. Hơi thở, bước chân, chánh niệm. Đừng nói như một ngày, một giờ đồng hồ. Một giờ đồng hồ thôi. Mà nếu mà mình sử dụng được hơi thở và bước chân, thì mình cũng giữ cho mình không có đi vào ba cái nẻo đường kia. Và mình bảo hộ mình tư tâm những hạt giống tốt của mình. Nhờ có chánh niệm, nhờ có hơi thở bước chân chánh niệm, thỉnh thoảng mình nhận ra rằng mình đã đi ra khỏi cái thế giới của an lạc, của giải thoát, của tịnh độ. Mình đi lầm vào cái con đường của sự lo lắng, sự buồn khổ, thì trong giây lát thôi mình đã lui được, mình đã lùi lại được, đã lùi rất là mong. Mình lái xe mà nếu mình đi lộn đường thì đôi khi nửa giờ hay một giờ sau mình mới trở lui được. Nhưng mà trong sự tu tập của mình á, thì khi nào mình có chánh niệm là mình đi lạc đường á, thì chỉ cần một giây đồng hồ là mình trở về lại được rất là mong, rất là mong, mà hay lắm. Không cần nửa giờ hay một giờ, trở về cái đường chính mà rất là mau. Và vì vậy cho nên mình cần có tăng thân. Tại vì trong tăng thân, ai cũng muốn đi con đường đó hết. Và khi mình nhìn thấy một sư anh, một sư chị, một sư em an trú vững chãi ở trong cái hiền pháp, có cái niềm vui, có cái hạnh phúc, thì cái sự tiếp xúc đó với cái hình ảnh của người kia, nó giúp đưa mình về như lý tạp ý, và mình cũng sẽ được như người kia, mà hay ở chỗ đó. Và chính mình cũng phải làm một cái cơ hội, làm cái đối tượng như lý tạp ý cho người tu của mình giúp nhau. Và tu thì nó có bạn tu dễ hơn, có bạn tu dễ hơn. Ở Việt Nam người ta từng họ nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tu hành mà không có bạn thì mình đi một mình tu cũng được, nhưng mà hơi khó. Và vì vậy cho nên nếu mình là một hành giả mà đứng đắn á, serious, thì mình phải có cái kế hoạch cho đàng hoàng á. Mình không có cư xử như là một cái mèo ở trên sông, mà tôi về phía này rồi tôi về phía khác. Mình phải có cái kế hoạch của mình. Cũng như một người sinh viên ở đại học phải có kế hoạch để mà học xong cái chương trình đó, để trình cái luận án đó tốt nghiệp về cái ngành đó, thì mình cũng vậy.
trên đường tu học của mình là phải có kế hoạch. Mình biết rằng trong tâm mình nó có những cái khối buồn đau, lo lắng, sợ hãi. Và có thể là những cái khối buồn đau, lo lắng, sợ hãi đó không phải là chỉ riêng của mình, mà là của cha mẹ, của ông bà đã truyền lại. Và mục đích của mình là chuyển hóa nó. Mình cũng biết rằng mình có hạt giống của thảnh thơi, của an lạc, của tình thương, của sự hy sinh đang có ở trong mình. Và cái kế hoạch mình là làm thế nào để mỗi ngày tưới tẩm những hạt giống đó, để cho những cái năng lượng kia mỗi ngày nó mỗi phát triển, đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh mình. Và khi mình thành công thì gia đình mình thành công, dòng họ mình thành công, và tâm thân của mình thành công. Cho nên mình có thể cư xử như là cái chiếc lục bình rơi rêu ríu được. Mình phải có cái kế hoạch cho đàng hoàng. Và tâm thân cũng như trung tâm tu học cung cấp cho mình những cái phương tiện để mình làm chẳng đó. Nhớ là ngày xưa mình đi làm việc, mỗi tháng mình lãnh một số lương khá nhiều, nhưng mà mình không có cơ hội để tu học, không có sư anh, không có sư chị, không có sư em, không có thầy, không có pháp thoại, không có tình hạnh. Bây giờ mình đi xuất gia rồi, mình đâu có lương nữa. Mỗi tháng mình chỉ được mấy euro để mua xà bông lên răng mà thôi. Nhưng mà mình có rất là nhiều những cái điều kiện để thành công trong sự tu học. Mình có thầy, mình có thiền đường, mình có chuông, mình có sứ anh, mình có sứ chỉ, mình có hợp thoại, mình có tất cả những cái điều kiện để phát khởi ra cái như lý tác ý. Tại một trung tâm tu học là như vậy. Một trung tâm tu học là để mà cung cấp cho mình tất cả những điều kiện thuận tiện để mình phát khởi cái như lý tác ý. Để mình đi về cái ngành đạo thiền. Mà nếu mình không có biết sử dụng, nếu mình đạp lên trên những điều kiện đó mà mình đi, thì đó là sự uổng phí. Đó là mình phụ lại gia đình của mình, mình phụ bạc gia đình của mình, dòng họ của mình, thầy của mình, phụ bạc tam bảo. Rất là uổng. Tại ngoài đời, họ bị kéo theo, họ bị ràng buộc bởi không biết bao nhiêu là những cái sợi dây họ không có rứt ra được. Mà trong khi mình có đầy đủ những cái phương tiện như vậy mà mình không biết sử dụng, mình không biết làm kế hoạch để mà tu tập, để mà chuyển hóa, để mà nuôi dưỡng, để mà thành công, để mà trở thành một cái pháp khí đổ đời giúp người, thì đó là một số uổng phí rất là lớn. Một cái waste, một cái sự uổng phí rất là lớn. Có những người bạn họ bận rộn suốt năm, họ chỉ có thể dành dụng được một số tiền và xin được 5-6 ngày nghỉ họ tới làm lại. Và họ rất là trân quý cái thời giờ của họ làm lại. Họ đầu tư hết tất cả tâm tư vào họ, hơi thở bước chân của họ làm lại, tại vì họ biết họ chỉ có 5 ngày làm lại thôi. Chúng ta phải biết trân quý cái cơ hội chúng ta đã được xuất gia, chúng ta đã được thường trú ở làm mai. Chúng ta phải sử dụng tất cả những cái điều kiện đó, chúng ta thành công mới được. Thì mỗi người phải có kế hoạch để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, cho nhau thấy cái kế hoạch của chúng ta, và chúng ta có thể học hỏi được từ kinh nghiệm với nhau để chúng ta thành công, chúng ta quyết phải thành công mới được. Và chúng ta biết rằng cái sự thành công nó nằm ở trong tay chúng ta, chẳng phải ở ngoài. Hạnh phúc cũng như khổ đau, giải thoát cũng như ràng buộc, nó nằm ngay ở trong tâm thức. Và chìa khóa để mở cửa tự do, mở cửa an lạc, mở cửa hạnh phúc, mở cửa vô sinh, nằm ở cái chỗ
như lý tác ý.